Một em làm thiết kế là dáng xương A ha. Với những chị nào mình có thiết có cái form dáng người hơi tròn này, hơi có bụng này, thì các chị tham khảo cho em mẫu thiết kế này nha. Mặt trên khuyết điểm rất là tốt luôn, và đặc biệt là mặt rất là thoải mái. Đầm này thì em sẽ kết hợp cho các chị mình là phần ren thêu ở mặt trước của đầm ha. Các chị mặc lên thì cảm giác là cái đầm của mình nó rất là sang trọng và cực kỳ nổi bật luôn. Em đầm này thiết kế dáng dài qua gối cho mình, cổ tròn, tay dài. Phần tay thì bên em cũng may dạng đơn giản basic thôi, cho nên các chị mình mặc cái đầm này thì không lo là bị cách điệu quá nhiều đâu. Chị nào mình ở độ tuổi trung niên thì các chị mặc những cái mẫu thiết kế như thế này rất là phù hợp. Đầm em sẽ lên cho mình size từ 50kg cho tới là 75kg ha. Chị nào mình chưa biết size thì các chị để lại cho em chiều cao và cân nặng để bên em tư vấn size kỹ hơn cho mình nha. Mẫu này là mã D20091 và bên em đang có một cái chương trình rất là ưu đãi cho các chị mình luôn. Đặt hàng để lại cho em số điện thoại bên dưới để được tư vấn kỹ hơn nha.